Hello mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với băng của tôi. Hiện tại là mình đang đứng kế bên một chiếc cây. Chiếc cây này nó cũng giống như chiếc cây bình thường nhưng mà nó lạ lắm các bạn ơi. Đây 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 đây. Thì nó là như thế này nè các bạn ơi, nó hơi bị ảo ma Canada. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem từ trong ra ngoài, từ ngoài ra trong nha các bạn. Thì trước tiên là cái cửa, ủa cái gì đây, chuông cửa, ủa tính tính ra là không có cái cửa luôn các bạn ơi. Nhưng mà thôi, đều bấm chuông của cái ai không, mà mình là chủ nhà mà. Trời ơi, cái gì đây, mũi tên chỉ vô đây hả? À là đi, ủa, mà khoan, cái cầu thang này có vẻ là tại sao nó chỉnh hơi cao cao. À bên này hình như là chủ nhà đặt nó xíu xíu một chút các bạn ơi. Rồi, thế là từ đây là mình sẽ chạy này luôn. Đó, trời ơi, lên tới này thì cái chỗ khúc này thì có nghĩa là trống nhờ, không có gì hết, có mấy cái cây rồi hình trái tim, nói chung cũng khá đơn giản ha. Ok. Cái gì đây, cái pháo gì đây, à bao cho cái gì vậy, sao đưa tôi vô nhà tắm luôn rồi, thôi sẵn tiện vô nhà tắm là tranh thủ ban tôi tắm luôn. Cái gì đây, ba ai ông nào xây nhà lại cầu tiêu trên này hay vậy nha. Rồi tiếp tục coi, à bên này là lên lầu này các bạn. Ôi cũng là một cái cầu trượt luôn. Cái gì đây, cầu thang lên lầu 3 hả? Cái này là lầu 3 hay lầu 2 ta? Hình như lầu 3 các bạn. Ở trên này thì không có gì hết, có mấy cây cây rủ lạnh rồi thùng nước rồi. Quay xuống tầng nha các bạn. Ui, cái này đang là giống như là cái giường ngủ nha. À cái chỗ này là cái chỗ giường nè, xong rồi à cái con gấu nè. Ê, cái con gấu nó có cái nút bấm nè mọi người, đỡ bấm coi. Ô cái gì vậy, hình như nó kêu vậy mọi người. Ô nó kêu gì lẹ ta, ô nó kêu gì vậy, ấn lại cái nữa coi. À thì ra nó kêu mọi người hãy cho nó một like đi mọi người ạ. Hèn gì cái con gấu này nó hư ghê á, đỡ mình sửa lại nha. Ơi hiện tại là cái con người của mình nó hơi bị thôi rình rồi mọi người ơi, lên mùi rồi, phải bay vô nhà tắm tôi thôi. Yeah, xong rồi các bạn ơi, mình đã sạch sẽ rồi nha. À mình mở tủ lạnh ăn gì đây? Cái gì đây, trứng rán cần mỡ, ăn trứng rán cần mỡ bắp luộc đi nha các bạn ơi. Mày câm mồm đi. Ủa cái gì đây, đây là ban đêm mà, ban đêm mình nhìn cũng có vẻ là hơi sáng lạng nhưng mà cũng hơi tối tối, nói chung là cũng hơi bị âm u các bạn ơi. Đỡ bao đỡ xem chung cửa thôi. À, như ban đêm mình chỉ như này thôi các bạn. Rồi bây giờ úp cái gì đây, trong chỗ này là có cái lửa này các bạn. À xịn nhờ, được đấy, đưa coi thử có ai giống nhà ban mình không, coi từ gì đây, ngôi nhà giải đố 7 tầng hot hả, là sao ta, đỡ mình chơi thử nha các bạn. Mình mới vô nhà này thôi các bạn ơi, mà mình thấy căn nhà này cũng hơi lạ làm sao. À hình như mình nhảy nhảy lên mấy cái cục này nè các bạn ơi. Sau khi 5 phút nãy giờ mình leo trèo thì mình cũng gần tới nơi rồi các bạn. Đây đây, hiện tại là mình đang ở trên tầng chuẩn bị, mình sắp vượt qua cái hình như là tầng 1 các bạn. Đây đây đây, cái chỗ này nè mọi người, đỡ mình tách tách ra chút xíu xíu xíu. Đây đây, mình xíu xíu nhảy lên nè, chuẩn bị nhảy lên. Nó trời ơi, quá easy, game dễ quá. Ô cái gì đây? Gì đây? Như đây, phòng 2, trốn thoát khỏi kim tự tháp Ai Cập. À thế là mình đã qua được tầng 1 rồi ạ. Cái phòng này là cái phòng tự tháp Ai Cập các bạn. Hình như là mình phải trốn thoát ra khỏi mấy cái này mình mới được, mình mới đi được các bạn. Đi mình nhảy lên đây thôi coi. À mình thấy các bạn cũng có nhảy nhảy vô này nè, đỡ mình nhảy theo mọi người coi. Đây nè, nhảy qua đây hả? Ủa sao ta, nhảy đây hả? Ủa là sao? Qua đây. Ủa, từ 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 từ. Đây nè, à có bạn kia chỉ mình nè mọi người. Ui, mình sang được phòng 3 gì đây? Rừng rậm é mè do nè. Được, được. Cái chỗ này hồi nãy giờ tầm nửa tiếng rồi các bạn ơi, mình không biết cái... À đây, ê, lên được rồi nè. Ô, cái chỗ lối ra đâu ta? À đây, đây, mình... Ui, mình thấy cái gì màu xanh xanh nè mọi người. Ui, cái nhà này có vẻ là hơi bị xịn nha, chắc... À đây mọi người, đây rồi, đây rồi. Mình sẽ xuống cho mọi người xem nha. Thế là ban mình... Cái gì đây, phòng 4. À, thế là mình đã được qua được 3 ải rồi bạn. Bây giờ mình chỉ còn mấy ải, 4 ải nữa các bạn ơi. Cái chỗ này đi sao ta, khó nhờ, đỡ mình tìm cái. À mình có cách rồi mọi người, bây giờ thì mình sẽ lên cái chỗ nào càng cao là mình sẽ dễ quan sát nha các bạn. Đây đây mình sẽ lên, à mấy cái cột này hình như mình có thể nhảy được nè mọi người. Rồi 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 rồi, rồi, rồi hiểu luôn rồi, hiểu rồi, nhảy qua đây hả, xong rồi sao ta, à chỗ này không tới, mình sẽ nhảy qua đây bên này. À bên này dễ tới hơn nè, nhảy qua đây nha các bạn, kiểu như này nè mọi người, quá dễ luôn. Rồi qua đây, à các bạn đây cũng queo nè. Ơi đấy, ơi chỗ này lên đây nè. Ê mình, ê rồi rồi rồi, có cách, có chỗ que, có chỗ que rồi, mình sẽ nhảy qua chỗ này là que nha các bạn. Ê lên rồi nè mọi người. Ê, ê các bạn ở dưới đi, chỗ này nè, chỗ này nè các bạn ơi. Rồi xong xong xong, lên rồi lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ cái gì đây, phòng 6 hả, phòng 6 chơi phòng 5 bên kia trước kìa, mấy ba cái gì vậy trời. Phòng 5 là cái gì đây, kho đồ chơi lộn xộn hả. À nhảy vô nhảy vô, thế là mình để vô được. Ủa, lúc mà lộn xộn thì cái chứ, đứng đứng mình lại cho cái này coi, có khi mình trúng. Ô cái gì đấy, ô được 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 được, ô à bây giờ mình phải tìm cái lối ra các bạn ơi.
Ơi mình mọi người ơi, mình tìm được cái ghế nè mọi người, mình tìm được cái ghế cái chỗ này mọi người, mình có thể được quay được phòng bên kia nè. Ơi mình nhìn được phòng bên kia nè các bạn. Nhưng mà mình không có quay được các bạn. Mình vô ghế ngồi mình nhả ra không có được các bạn ơi. Chắc chỗ này không phải rồi, bị lừa rồi. Ồ, ui mọi người ơi, mình vừa tìm được một cái ghế tiếp theo nè các bạn. Cái ghế này có thể là quan sát xung quanh nè mọi người. Ui, cái ghế này mình có thể ra được. Ấy, từ 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 từ. Để mình sang quan sát kỹ. À, cái chỗ kia kìa mọi người thấy không? Đó cái chỗ đó. Mình có cái ý là mình có thể là chui được cái chỗ đó bằng cái cây quẹt 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 kìa mọi người. Mình có cách rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên cái chỗ này nha. Đó, à, cái cây quẹt quẹt này mình có thể tận dụng luôn nha các bạn. Không biết chủ nhà để làm cái chỗ này hay là cố ý hay cố tình hay là không biết đây. Mình đã ra được cái chỗ này rồi các bạn ơi. Biết ngay mà cái cây nó sẽ đẩy mình ra bên ngoài. Nhưng mà ủa mà khoan, ủa, mình hack map hay gì vậy? Ô, mình quen mình nhìn luôn kìa. Mình sang được cái mấy cái phòng này luôn các bạn ơi. Hình như là mình hack map rồi. Hình như là mình để tìm ra cái cách để xem mấy cái phòng khác. Đây là phòng 8 này, đây là phòng phòng con cá mập, đây là phòng 7 này các bạn. À bây giờ thì mình sẽ vô cái phòng đây nha mọi người. Mình sẽ chơi một cách nói chung là xanh chín nhất có thể nha, không có gian lận nha. Nhưng mà chủ nhà hình như là không biết điều này hay là biết của ta. Chắc là biết rồi đấy. Mình sẽ nhảy. À cái chỗ này có cửa này mọi người. À cái chỗ này có thể là quay được phòng kia. Nhảy qua nha các bạn. Bây giờ mình nhảy xuống cửa cũng hơi khó không. Ủa cái gì vậy? Chỗ té luôn. Cái phòng đó mình thấy lối ra rồi các bạn. Nhưng mà mình khó qua quá mọi người. Bây giờ cho nên bây giờ thì mình sẽ đi thẳng qua cái phòng 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 cuối cùng luôn nha các bạn. Đây phòng hồi nãy mình không qua được nè. Đây đây đây. Cái phòng Life Friend gì đây nè mọi người. Đợi mình sẽ nhảy vô cho các bạn xem nha. Ui đây nè các bạn. Đây nè các bạn. Cái chỗ hồi, cái cửa này mọi người. Cái cửa ở trên này nè mọi người thấy không. Đấy cái cửa đó. Đây là cái phòng 7 nha các bạn. Mình đã quay được phòng 7 một cách đó chính là gian lận nha các bạn. Ê, bây giờ ủa cái gì đây. Phòng này là à hình như là vẫn còn một cái vượt nữa mình tưởng hoàn thành rồi chứ. À là mình phải hoàn thành cái map này. Bây giờ sao ta? À bây giờ mình sẽ tận dụng cái nhún nhún này nha các bạn. Mình sẽ nhảy lên cái con gấu này. Ui, ui, lớn rồi. Ê ê từ 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 từ. Rồi lớn rồi các bạn. À hình như là cái phòng cuối cùng, phòng này là hơi bị bay mùi nha. Hơi bị bay mùi đá quý nha. Bay mùi đâu đây á nha, chủ nhà à. Trời ơi, bây giờ à cái chỗ này nhảy qua cái chỗ con cừu từ từ mình sẽ lấy đà nha các bạn. Nhảy quá. Đó. Không sao, mình sẽ nhảy quá. Rồi. Vô đây. Ui ui trời ơi, may quá các bạn, may là cái VIP này nó được đấy. Rồi, ấy hình như ấy từ 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 cái gì đây? Chúc mừng nhà vô địch. À, thế là mình cái gì đây? Còn nữa nè. Còn nữa à? Gì đây? Gì? Ủa cái gì vậy? Cái quần què vậy trời? À đây đây. Đây nè các bạn, mình lên trên này mình thấy hai bạn này nè mọi người. Ủa là sao? Là win rồi hả? Vậy là xong hả? Ủa thế là mình win rồi các bạn. Ôi trời ơi, mình gian lận thế kia vẫn win các bạn ơi. Quá dữ quá dữ. Thế là xong rồi hả chứ. Thế không biết có được tặng quà không ta. Có được quà không ta. Mình đã hoàn thành rồi nha. Thế là mình đã hoàn thành cái nhà của bạn có tên là gì đấy, mình không biết tên mọi người. Hình như mình cái nhà này có ui mà 10 triệu sao các bạn. Ui rồi bay mùi nữa nha. Nhưng mà công nhận cái nhà này cũng khá là xứng đáng các bạn ơi. Mà cái nhà trên cây của tôi chứ cũng không ai cái gì đây. Bắt cua dễ tặng quà. Ô dễ tặng quà là được. Chủ nhà ủa cái gì vậy, mới vô mà sao cho mình đi đâu vậy chủ nhà. Để mình coi thử cái chủ nhà nó dẫn mình đi đâu nha các bạn ơi. Mà mình thấy có nhiều trước này hoặc lắm nha chủ. Nhưng mà công nhận là hơi bị flare đấy. Ừ chơi chơi kiểu này cũng khá là flare đấy các bạn. Bây giờ ủa cái gì đây, nhúng nhúng nè. À ủa cái gì vậy, ủa xong nhúng nữa gì kì vậy chủ nhà, lỗi nha chủ nhà, tự nhiên đang phê tự nhiên đang nhún đã đời gì nữa nữa hả, 2 lần rồi nha chủ nhà, này bị vi phạm 2 lần rồi nha, trừ 2 điểm rồi nha. Rồi không sao ủa chắc ủa chủ cao 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 ui ủa xuống kìa, ui rồi đẻ chưa kìa, rồi hình như là sắp tới nơi các bạn. Không sao được, chấm điểm cho cái cầu trượt này là 91 ở 9 trên 1 điểm nha. Ủa cái gì đây? Vừa rớt mạng, mọi người vô lại y. Ủa rớt mạng hả? Đó coi cái nhà bạn rớt mạng. Ủa cái gì đây? À, một đống siêu xe mà siêu xe tiền sao các bạn ơi. Quá dữ, nói chung là cỡ này là đại gia tiền sao là quá gì đây, xin một tim và 10 sao ạ. Gì đây, xin một tim, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà một tim? Vậy tôi nhớ là mỗi con người đều có một trái tim thôi, bây giờ cho bạn một tim lấy gì tôi sống gì kỳ nhá. Mấy này cũng lẹ nha, các bạn cũng hay xin cho mình tim rồi các thứ mà trong khi mình có một trái tim để mình sống thôi mà các bạn xin tim mà lấy gì mình sống đây các bạn.
Ui mà cái căn nhà rớt mạng của bạn này có vẻ là hơi bị siêu sao, nhìn hơi bị cao nha. Nãy giờ tôi cũng hơi bị tâm lý, nãy giờ là cũng hơi bị đau tim rồi nha. Trời ơi, rớt mạng thật sự hay là rớt mạng thiệt đây. Trời ơi. Đỡ mình lên nha các bạn. Từ 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 từ. Ui mà căn nhà này cao quá, chừng nào mới lên tới nơi đây, chắc tầm cỡ ủa cái gì đây? Đảo Thiên Đường này mọi người, đây là cái hết chưa? À hết rồi các bạn ơi. Ủa mà đâu? Ê hình như là còn nữa nè. Còn nữa nè các bạn ơi. Trời ơi là trời ơi, cái gì mà dài dữ vậy? Đỡ mình lên nha các bạn, xem cái chủ nhà rớt mạng. Đúng là cái tiêu đề rớt mạng thật sự mọi người ạ. Ông nào mà té xuống là đảm bảo là rớt mạng luôn nha. Nhớ là rớt mạng chứ không phải là rớt mạng nha các bạn. Ô hết rồi, hết chưa, rồi hết rồi, may quá, để mình phóng to ra coi. May quá các bạn, hết rồi các bạn ơi. Trời ơi, tí nữa mình nhảy xuống nha, bạn xem bao phơ luôn. Cái gì đây? Khang, bạn, gì đây? Gì đây? No, không. À, hai bạn này đang nói chuyện rất chi là tình cảm, để coi thử coi như nào. Mọi người đừng cản tôi, mình rớt mạng rồi các bạn ơi. Mình bị rớt mạng rồi mọi người. Trời ơi, cái mạng nó cao dữ vậy. Đúng là chủ nhà này ghi rớt mạng đúng nghĩa đen luôn nè. Dạ các bạn ơi, thế là ngày hôm nay mình đã cho mọi người xem cái ngôi nhà trên cây của mình. Mà ngôi nhà trên cây của mình nó cực kỳ, nói chung cũng không được đẹp và cũng không nói chung xấu hơn các bạn, quá xấu luôn các bạn. Nhưng không sao, mình ngôi nhà mình cũng khá là tâm huyết ngôi nhà, trong vòng 3 tiếng là mình xây cái ngôi nhà này. Ừ, nếu mà lần sau thì mình có xây thì mình sẽ xây y chang đúng ngôi nhà trên cây luôn nha mọi người. Thì chắc bây giờ thì mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn lần đầu tiên đến với kênh thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bye mọi người, hẹn mọi người mình nhận cái clip tiếp theo. Bye bye. Bye.